Nào mình làm tí về bài 6 nhé. Bài hôm nay thì nói chung là nó cũng nhẹ nhàng thôi, đơn giản, các em hầu như là các em có thể tự tính được, không có gì khó. Nói chung là cái bài này nó cũng chỉ là một cái bài để sau này nó bổ trợ thêm những cái bài toán khó về sau thôi. Còn cái nội dung này thì thực sự là trong cái bài hôm trước thầy đã nói rồi. Ở đây các em chỉ cần nhớ như này thôi này. Thứ nhất, đó là số giao điểm của hai đồ thị. Số giao điểm của hai đồ thị y bằng fx và y bằng gx, nó sẽ bằng với số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm. Nó sẽ bằng với số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm fx bằng gx. Tức là các em hiểu là nếu như mà hai đồ thị nó cắt nhau tại bao nhiêu điểm ấy, thì nó cũng sẽ đồng nghĩa là cái phương trình này nó sẽ có bấy nhiêu nghiệm. Và phương trình này từ xưa các em học là nó gọi là phương trình hoành độ giao điểm. Vì sao? Bởi vì phương trình này sau khi em giải xong thì em sẽ tìm được x, và x chính là hoành độ của các cái giao điểm đấy, được chưa? Cái thứ hai đó là gì? Đó là em phải nhớ điều kiện tiếp xúc của hai đồ thị. Điều kiện tiếp xúc của hai đồ thị. Muốn hai đồ thị tiếp xúc với nhau tại điểm ấy thì nó phải thỏa mãn điều kiện, đó là fx phải bằng gx và f'x sẽ phải bằng g'x. Thì đây chính là điều kiện tiếp xúc của hai đồ thị. Tức là sau khi mà em giải cái hệ này thì cái nghiệm chung của cả hai phương trình nó sẽ trở thành cái điểm tiếp xúc của hai đồ thị đấy, được chưa? Rồi, ok. Thế bây giờ thì các em có thể bắt tay vào làm bài bình thường, khá là dễ, nhẹ nhàng thôi nhá. Dạng 1. Đó là phương trình hoành độ giao điểm. Xét phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm. Nào, em làm câu 1 này. Câu 1 nào các em ơi. Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại một điểm duy nhất. Vậy bây giờ em muốn biết cái điểm cắt đấy là điểm nào thì quá là đơn giản luôn. Em giải hai cái này bằng nhau, xong giải nghiệm là xong, đúng không? Vậy em xét phương trình thôi các em. Cắt tại một điểm duy nhất. Đó, em cho nó bằng cái vế bên kia là được. Rồi, như vậy đến đây thì xem là nó sẽ là gì. Các em chuyển vế, sau đó các em bấm giải. Ok, nào, mình xem nghiệm của mình nó là bao nhiêu nào. Bấm nghiệm chưa? Ở đây nó chỉ có một nghiệm thôi, bởi vì nó bảo là cắt nhau tại một điểm duy nhất mà các em. Nghiệm là bao nhiêu? X bằng trừ 1/2. Ok. Rồi, thế bây giờ mọi người hiểu là hai cái đồ thị này nó sẽ cắt nhau tại duy nhất một điểm mang cái hoành độ là x bằng trừ 1/2. Thế thì cái tung độ của nó là bao nhiêu? À, chúng ta muốn tìm tung độ của nó thì chúng ta sẽ lấy cái hoành độ này, chúng ta thay vào đây, hoặc chúng ta thay vào đây. Và người ta sẽ ưu tiên cái việc là thay vào đường thẳng cho nhanh, đúng không? Vậy người ta thay vào đường thẳng thì nó sẽ là bao nhiêu nào kèm? Y bằng bao nhiêu? 13/12. Xong nhá. Đáp án A. Ok chưa? Ok. Thế thôi. Đáp án A. Câu 2 nào. Bình tĩnh nghe câu 2 này. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm? Cắt trục hoành là gì? Cắt trục hoành là y bằng 0.
Vậy bản chất là em đi giải cái phương trình này thôi. Nhưng mà thực ra là cái phương trình này chính là phương trình trùng phương mà các em đã học từ hồi bé rồi đúng không? Vậy các em có thể giải theo kiểu là đặt x bình bằng t. Nhưng mà bây giờ thì không cần đến mức phải như vậy. Vì sao nhỉ? Máy tính 580 giải cả phương trình bậc 4 luôn đúng không? Vậy em giải luôn xem phương trình này có mấy nghiệm các em. Phương trình bậc 4 mấy nghiệm? Một nghiệm á? Ừ, một nghiệm sao được? Phương trình bậc 4 không bao giờ có một nghiệm. Hai nghiệm. Sao lại hai nghiệm giống nhau được? Ừ, hai nghiệm. Nói chung là mấy cắt nhau tại mấy điểm? Hai điểm, bấm chưa? Cái nghiệm nào nó có y ấy, thì tức là cái đấy là tính là vô gì? Vô nghiệm. Ngày xưa cái chương trình cũ ấy thì cái y đấy nó sẽ là số phức, nhưng mà bây giờ chương trình mới của các em nó được bỏ cái nội dung số phức đi rồi. Cái nội dung số phức là chương trình lớp 12 đấy, nhưng mà bây giờ các em được bỏ. Từ năm nay các em được bỏ. Tiếp tục câu 3 nào. Trời, câu 3 thầy làm nào? Dạy góc. Đọc đề câu 3 đi em. Câu 3 người ta nói gì? Người ta bảo là cái hàm số này nó có cái đồ thị cắt đường thẳng này tại hai điểm A và B. Và người ta hỏi khoảng cách giữa A và B. Đơn giản không? Đơn giản chứ. Em cho anh này bằng đường thẳng, sau đó em quy đồng thì nó cũng chỉ ra phương trình bậc 2 thôi. Và sau khi em làm như vậy xong thì em sẽ tìm được tọa độ của hai điểm AB. Và các em muốn tính được độ dài thì các em chỉ cần tính vector AB là xong, đúng không? Vậy bây giờ em cho chúng bằng nhau xem nào. 2x trừ 1 chia cho x cộng 1 bằng 2x trừ 3. Nào, em quy đồng nhá, xem cái phương trình của em sau này nó là gì. Có nhẩm nhanh được không? Nhẩm được, nhẩm luôn đi. Nhẩm 2x bình trừ 3x cộng 2x là còn trừ x và trừ đi 3. Như vậy đến đây thì chúng ta sẽ có cái phương trình là x bình trừ 3x trừ 2 bằng 0. Rồi, bây giờ các em xem nghiệm của mình nó là bao nhiêu nào. Nghiệm bao nhiêu? 2 và trừ 1 phần 2. Vậy chắc chắn rồi, đến đây em sẽ có điểm. Điểm A sẽ là 2. Thay vào 2 mấy nào? 2. 2 mấy? Thay vào đường thẳng cho nhanh. 2, 1, đúng không? 2, 1. Và điểm B của em sẽ là trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 mấy nào? Trừ 1 phần 2 trừ 4. Đến đây em có tính được độ dài AB không? Tính luôn nhé. Em tính vector AB là sao? Vector AB của em là trừ 5 phần 2 và trừ 5. Vậy đến đây em chốt độ dài AB. Em xem độ dài AB bằng bao nhiêu nào? Căn của tọa độ bình phương 5 căn 5 trên 2. Ok không em? Ok, đáp án, có đáp án không? C. Những cái bài toán liên quan đến tọa độ thì em cứ giải phương trình, sau đó em tìm x, sau đó em thay vào y, sau đó em tính thôi. Người ta yêu cầu tính gì em tính cái đó, được không? Ok. Rồi, nào, em làm câu 4 đi. Câu 4. Câu 4 làm thế nào nhỉ? Biết rằng là đường cong này và đường cong này tiếp xúc với nhau tại duy nhất một điểm, tìm tọa độ điểm đấy. Dễ lắm. Em muốn biết cái điểm mà hai cái đồ thị này tiếp xúc với nhau thì em sẽ đi giải hệ thôi. F bằng G và F phẩy bằng G phẩy. Xong rồi em xem là cái hệ của em nó sẽ có nghiệm nào là nghiệm chung. Thì khi đó đấy chính là vị trí điểm tiếp xúc. Tức là bản chất cái câu 4 này thì cần mọi người bấm máy tính thôi. Em giải cho thầy cái hệ đó là fx bằng gx
Và f'x bằng g'x là xong. Đó, f(x) bằng g(x). Rồi, và f'. Bằng g'. Rồi, em chuyển vế. Em bấm nhá. Em chuyển vế em bấm. X mũ 4 trừ 7x mũ 3 cộng 17x bình trừ 17x và cộng với 6 bằng 0. Thế còn bên dưới sẽ là 4x mũ 3 trừ đi 21x bình cộng 34x và trừ 17 bằng 0. Đến đây em bấm cả hai phương trình xem là cái nghiệm nào nó sẽ là nghiệm chung của cả hai phương trình này. Em bấm thử chưa? Em bấm nào. Em bấm nghiệm chung nào. Phương trình bậc 4 và phương trình bậc 3. Nói chung là chúng ta cần hai cái này. Bao nhiêu em? Ba nghiệm phương trình trên là 1, 2, 3. Không, cả hai phương trình này chỉ có một nghiệm chung thôi là 1, và nghiệm chung của mình chính là x bằng 1. Vậy cái điểm tiếp xúc nó sẽ có cái hoành độ là 1. Và các em muốn tìm tung độ thì các em lấy cái hoành độ này các em thay bằng 1 trong 2. Nhưng mà dễ dàng chúng ta có thể quan sát thấy là x bằng 1 thì y sẽ bằng trừ gì? Trừ 5. Đáp án B được chưa? Ok, thế thôi. Qua. Ok, nào cho thầy xin dạng 2 nhá. Dạng 2. Dạng 2 đó là xác định số nghiệm khi biết đồ thị hoặc là bảng biến thiên. Nói chung thì cũng dễ thôi. Cái này thì thực ra là từ hôm trước là các em đã làm rồi. Ví dụ các em để ý vào câu 1, các em thấy không? Người ta hỏi là số nghiệm của phương trình này. Vậy thì bản chất cái phương trình này nó chính là fx bằng trừ 3. Vậy thì các em vẽ lại cái bảng này một chút là được. Đây sẽ là 2, nó đi lên 4, nó đi xuống âm 5 và nó đi lên 2. Vậy thì fx nó có cái bảng biến thiên như thế này. Thế còn trừ 3 nó sẽ là một cái đường nằm ngang. Các em chỉ cần kẻ cái đường nằm ngang này ra là xong. Vậy đây chính là vị trí của đường trừ 3, đúng không? Và tất nhiên rồi, cái số nghiệm của phương trình nó sẽ bằng với số giao điểm của hai đồ thị. Và bây giờ chúng nó cắt nhau tại mấy điểm? 2 điểm. Vậy phương trình của chúng ta sẽ có 2 nghiệm. Thế thôi, đúng không? Tiếp nào. Đơn giản lắm. Nói chung là cái này dễ, mình làm tốt. Nào, phương trình 2fx cộng 3 bằng 0 thì có mấy nghiệm nào? À, cái phương trình này chính là fx bằng trừ 3 phần 2. Các em kẻ đường trừ 3 phần 2 thôi. Trừ 3 phần 2 nó nằm ở vị trí nào? Trừ 1,5. Vậy nó nằm ở vị trí này. Vậy ở vị trí này nó sẽ tạo ra mấy nghiệm các em? 4 nghiệm, đúng không? 4 nghiệm. Đấy, đơn giản. Được chưa? Rồi, vậy thì các em có thể làm những câu tiếp theo. Các em làm nhé, các em làm luôn. Rồi, thầy hỏi mọi người nhé. Mọi người ơi, câu 5 này. Với câu 5 này thì các em có thể làm theo hai kiểu. Kiểu thứ nhất là các em chia hai trường hợp fx bằng 2 và âm gì? Âm 2, còn kiểu thứ hai em vẽ lại đồ thị. Hôm trước em học cách vẽ rồi. Đây là 1. Đi xuống âm vô cùng này. Đây là dương này. Đi xuống 1 và đi lên dương này. Thế thì hôm trước các em học cách vẽ lại đồ thị là bỏ hết bên dưới của trục hoành. Tức là tính từ cái mốc x bằng y bằng gì? Y bằng 0. Các em bỏ hết mốc bên dưới và các em lấy đối xứng lên. Có đúng như này không? Vậy thì bây giờ các em kẻ cái đường 2 vào thì nó sẽ tạo mấy nghiệm đây? 3 nghiệm, chính xác. Đấy.
Tức là chúng ta phải đi vẽ lại đồ thị. Được không? Rồi, cho thầy câu 6 nào. Câu này đơn giản không? Rồi, em hiểu nhá. Tất cả những cái câu vừa rồi ấy là em đều kẻ cái đường là đường y bằng 1 bằng 2 bằng 3. Thì những cái đường đấy nó sẽ là những đường nằm ngang. Thế còn bây giờ em muốn giải được cái phương trình này ấy, thì đây nó là đồ thị của fx. Còn đây nó là bằng x. Tức là bây giờ mình không kẻ đường ngang nữa, là mình phải kẻ đường nào? Y bằng x, đúng không? Y bằng x. Y bằng x là đường đi qua 0,0, đi qua 1,1. Vậy em kẻ này, y bằng x này. Đó, đây chính là đường y bằng x. Và lúc này em thấy là chúng nó cắt nhau tại mấy điểm? 3 điểm, đúng không? Đó, như vậy phương trình của em, à đó là em sẽ phải kẻ đường thẳng y bằng x. Và lúc này phương trình của em nó sẽ có 3 nghiệm. Tiếp tục nào. Câu 7 nào. Em định làm gì cho câu 7? Chắc chắn là mọi người phải nghe câu 7 một cách kỹ càng rồi. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái kiến thức ở đây, các em nghe nhé. Đây là f của x trừ 1. Hôm trước thì thầy đã dạy mọi người cái phép tịnh tiến rồi, đúng không? Như vậy, khi mà em muốn vẽ được cái bảng biến thiên này này, thì các em sẽ phải tịnh tiến sang bên phải một đơn vị. Nhưng vấn đề nó là như này. Các em cầm cái đồ thị này, các em sang trái hay các em sang phải ấy, thì các cái giá trị này nó có thay đổi không? Nó vẫn là 1 và 5, đúng không? Tức là khi mà em đưa sang trái hay đưa sang phải, thì cái đường 1 này của em nó vẫn cắt như vậy. Tức là dù em có tịnh tiến hay không tịnh tiến, thì số nghiệm của phương trình sẽ không thay đổi. Nó chỉ thay đổi khi nào? Đó là khi em đưa nó lên hoặc đưa nó xuống, đúng không? Đó, như vậy thì trong những cái bài toán như này này, gần như cái việc tịnh tiến này em không cần quan tâm đâu. Bởi vì sang trái sang phải không ảnh hưởng. Em chỉ quan tâm đến cái thằng trị tuyệt đối này thôi. Vậy để quan tâm đến cái thằng trị tuyệt đối này thì em sẽ làm một cái thao tác rất là đơn giản. Đó là em lại bỏ hết phần bên dưới của trục hoành đi. Đó là tính từ mốc gì? Mốc 0, và em lấy đối xứng lên là thành dương vô cùng. Các em hiểu vấn đề không? Còn tất nhiên là nếu như em có tịnh tiến thì nó sang phải một đơn vị thì cái số 0 này sẽ biến thành số mấy? Số 1. Còn số 2 này sẽ biến thành 3. Còn hình dạng của em vẫn giữ nguyên như vậy, đúng không nào? Như vậy lúc này thì các em kẻ cái đường 1 vào đây thì các em sẽ thấy tại cái vị trí 1 này nó là vị trí tiếp xúc và nó sẽ là nghiệm kép, nhưng nó vẫn chỉ tính là mấy nghiệm? Một nghiệm. Còn bên này nó sẽ tạo ra 2 nghiệm nữa, và tổng số nghiệm cho phương trình là 3. Vậy các em nhớ nhé, khi đi tịnh tiến sang trái hay sang phải, nó sẽ không làm thay đổi số nghiệm của phương trình. Nên là em có tịnh tiến hay không tịnh tiến thì không sao hết, được chưa? Rồi. Nhưng thầy muốn mọi người tịnh tiến giúp thầy công tác. Vừa là nói lại cái kiến thức hôm trước, vừa là phục vụ bài ngày hôm nay. Ví dụ nhá, như câu 8 này này, các em hoàn toàn có thể chia bài toán thành hai trường hợp, đó là bằng pi và bằng âm pi để chúng ta phá trị rối, đúng không? Nhưng trong bài này thầy muốn mọi người biến đổi đồ thị. Và các em vẫn phải hiểu là cái thằng x trừ 2 này này, là các em sẽ tịnh tiến đồ thị sang phải hai đơn vị. Thì khi mà các em có tịnh tiến nó sang phải hai đơn vị hay không ấy, thì nó cũng sẽ không làm thay đổi số nghiệm của phương trình. Nhưng mà thầy vẫn sẽ muốn là mọi người sẽ tịnh tiến nhá. Và cái làm thay đổi số nghiệm của phương trình đó chính là cái thằng trừ 2 sau này. Bởi vì cái trừ 2 này là trừ vào giá gì ạ? Giá trị. Tức là cái thằng 4 này sẽ phải xuống mấy? Xuống 2. Còn thằng 0 này sẽ phải thành âm 2. Và bây giờ mọi người vẽ lại cho thầy cái đồ thị mới của thằng này xem sao. Các em thử nào.
Em vẽ lại đồ thị mới. Nào, thầy vẽ lại cho nhá. Để ý này, cái trục tọa độ của em thì vẫn giữ nguyên. Đây, thầy vẽ trục tọa độ vẫn giữ nguyên này. Trục tọa độ vẫn giữ nguyên này. Bây giờ cái đồ thị này nó sẽ phải tịnh tiến sang bên phải 2 đơn vị. Sau đó nó xuống dưới 2 đơn vị rồi nó mới lấy trị rối, đúng không? Dễ lắm. Em nhìn cái điểm này là điểm âm 14 không? Âm 14. Bây giờ nó sẽ phải đi sang phải 2 đơn vị thì nó sẽ thành mấy các em? Âm 1 sẽ thành 1, còn 4 sẽ phải thành gì? 2. Xuống dưới 2 đơn vị mà. Đúng không? Tiếp tục này. Em nhìn điểm 02 không? Điểm 02 thì nó phải thành gì? 0 sang thành 2, 2 xuống 2 thành 0. Tiếp tục điểm 10 này. Điểm 10 thì 1 sẽ thành 3, 0 sẽ thành âm 2, và cái đồ thị mới của em nó sẽ đi qua những điểm này. Đó chính là 1 2 1 2, 2 0 và 3 2. Thì đây sẽ là cái đồ thị mới của chúng ta. Nó sẽ có cái hình dạng như này các em. Đó. Rồi, tuy nhiên cái này thì nó là cái mà chưa chứa dấu giá trị rối. Bây giờ các em lấy thêm trị rối, các em sẽ bỏ hết bên dưới trục hoành đi. Em bỏ hết đi. Và sau đó các em sẽ lấy đối xứng lên. Các em lấy đối xứng lên. Rồi, hai anh bỏ cái đồ thị cũ lên nào. Bỏ lên trên nào. Đấy, thì đây chính là đồ thị mới. Và lúc này các em gióng cái đường pi vào đây là xong. Đây chính là đường pi. Đến đây phương trình của em sẽ có mấy nghiệm? 2 nghiệm. Thì đấy chính là cách vẽ. Hiểu vấn đề không? Rất đơn giản nhá. Thế thôi, không có gì cả. Câu 9. Việc đầu tiên là các em phải giải được cái phương trình này trước, đúng không? Vậy phương trình này nó sẽ cho ra fx bằng mấy nào? À, fx của em nó sẽ bằng 1. Và fx của em nó sẽ bằng 1/2. Ok, đơn giản thôi. Thầy vẽ lại nhé. Thầy vẽ lại theo thứ tự này. 1 này. Đi xuống. Đi lên 3 này. Đi lên 3 này. Đi xuống 1/3 này. Và lại đi lên 3 này. Thế bây giờ các em kẻ cái đường đầu tiên nó rất là dễ. Đó là đường 1/2. 1/2 thì chắc chắn là ở trên 1/3 rồi. Vậy đây sẽ là vị trí của 1/2. Và vị trí này nó sẽ tạo ra hai nghiệm, đúng không? Ok. Tiếp tục thầy kẻ vị trí 1, các em nhìn nhá. Vị trí 1 này. Các em thấy là nó có mấy nghiệm nữa? Cái này hai nghiệm. Thế cái vị trí 1 này nó sẽ tạo mấy nghiệm? À, nó sẽ tạo hai nghiệm. Đúng không? Vậy lý do tại sao nó lại tạo hai nghiệm nào? Đây sẽ là vị trí của nghiệm này. Đây sẽ là vị trí nghiệm. Hai cái này cũng là vị trí nghiệm. Thế còn cái này sẽ không phải là nghiệm, đúng không? Ở đây của chúng ta chỉ tính là hai nghiệm thôi. Cái lý do là bởi vì là cái số 1 này này, các em thấy không? Đây là âm vô cùng. Thì cái đường này của em nó đang tiến đến 1, tức là nó có giới hạn bằng 1. Nó không bằng 1 nhá, nó chỉ tiến đến 1 thôi. Vậy vì nó tiến đến 1 nên là nó sẽ không thể nào chạm vào cái đường 1 này được. Nên là ở đây nó sẽ không tính là vị trí cắt. Hoặc là giải thích kỹ hơn là như này. Ở đây em thấy là tại âm vô cùng nó là 1, tại dương vô cùng nó là 3. Tức là cái đồ thị này nó sẽ có hai đường tiệm cận. Đó là cái đường tiệm cận ngang, chính là đường y bằng gì? Y bằng 1. Và đường tiệm cận ngang là y bằng 3. Thì cái đồ thị của nó sẽ có hình dạng như này này. Đó là cái mé ngoài cùng nó sẽ gần đến cái đường này. Sau đó nó lên 3. Đúng không? Nó lên 3, các em thấy nó lên 3 không? Sau đó nó xuống 1/3. Sau đó nó lên 3 nhưng mà nó lại có đến 3 không? Nó chỉ gần đến 3 thôi, nó cứ như thế thôi.
Em hiểu chưa? Như vậy rõ ràng là các em thấy là tại vị trí 1 thì nó sẽ chỉ cắt tại đây, còn bên này nó sẽ không thể chạm được vào nhau, được không? Ok, đấy, thế thôi. Nào, mọi người ơi, cho thầy cái dạng 3 một tí nào. Dạng 3. Đơn giản thôi nhỉ. Thay vì cái việc người ta cho một con số xác định ở đây thì người ta thay nó bằng m thôi. Và người ta hỏi là m bằng bao nhiêu thì phương trình của em nó sẽ có 3 nghiệm. Vậy bây giờ cái m này bản chất nó là tham số và nó cũng sẽ là một đường nằm ngang. Vậy các em kẻ nó ở vị trí có 3 nghiệm là được. Và mọi người thấy là ở đây nó sẽ có 3 nghiệm không? Và ở trên này nó cũng có 3 nghiệm không? Vậy tức là cái thằng m của mình nó sẽ được phép dao động từ đâu đến đâu? Từ âm 2 đến 4, xong luôn. Âm 2 nhỏ hơn m, nhỏ hơn 4. À, có bằng không? Có lấy bằng không? Không, nào. Bởi vì em thấy là nếu như mà bằng âm 2 thì sao? Bằng âm 2 thì đây sẽ là một vị trí nghiệm tiếp xúc. Còn đây là một nghiệm cắt và tính thì chỉ tính mấy nghiệm? 2 nghiệm, được chưa? Đấy, không có bằng. Rồi, câu tiếp nào. Em xử lý được không? Em xử lý bình thường, đúng không? Vị trí nào thì nó sẽ có 2 nghiệm phân biệt các em? 2 nghiệm. À, em gióng đường M để nó tạo ra 2 nghiệm là được. Thì đây sẽ là một vị trí. Vị trí này nếu mà để tính nghiệm ấy, thì nó sẽ từ cái điểm tiếp xúc này nó gióng xuống đây thì nghiệm của mình là âm 2, và gióng xuống đây thì nghiệm của mình là 2, và hai nghiệm này là hai nghiệm kép, và hai nghiệm kép tất nhiên là vẫn tính là hai nghiệm phân gì? Phân biệt, được chưa? Và nó còn một vị trí nữa các em, đó là vị trí dưới âm 1, đúng không? Ok, như vậy câu này chúng ta có m bằng 3 hoặc m nhỏ hơn trừ 1. Tuy nhiên thì mọi người thấy là người ta hỏi gì thôi? Nguyên dương. Nguyên dương tức là các em chỉ lấy một giá trị, đó là m bằng 3 thôi, đúng không nào? Đó, các em lấy một giá trị m bằng 3 thôi. Đây. Đây là cái mà thầy rất là muốn nói với các bạn. Các bạn để ý nhá. Người ta cho các bạn một cái hàm số như này. Đây, người ta cho một cái hàm số. Và người ta cho em sẵn đồ thị đây rồi. Sau đó người ta hỏi một cái phương trình khác. Và người ta hỏi là cái phương trình này có 3 nghiệm khi nào. Thì rõ ràng là các em sẽ thấy là cái phương trình này thầy biến đổi để thầy cho cái đường m vào cắt thì nó sẽ là trừ m, các em đồng ý không? Là trừ m. Ở đây thì hôm trước các lớp khác là thầy đã thấy có một số bạn nhé, các bạn để vẽ đồ thị này ra. Thế nhưng mà cái việc này nó là không nên. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã cho em sẵn cái đồ thị này rồi thì em nên tận dụng nó, đúng không? Vậy để em sử dụng được cái đồ thị này thì em phải biến đổi được cái phương trình này về đúng cái dạng của nó. Vậy bây giờ mình làm gì trước? Tiếp là xong. À, mình trừ đi 3 là xong. Vậy bên này mình trừ 3 thì bên kia mình cũng trừ 3. Và lúc này thì cái đồ thị của mình nó sẵn có rồi. Bây giờ các em chỉ cần kẻ đường thẳng trừ m trừ 3 là xong. Và kẻ ở vị trí nào để nó có 3 nghiệm là được. Và đây chính là vị trí cho nó có 3 nghiệm, đúng không? Và chỗ này chính là trừ m trừ 3 bằng âm gì? Âm 3. Như vậy m của em nó sẽ bằng 0. Ok chưa? Đáp án C. Đấy. Thế thôi. Câu 4 các em tự làm rồi. Các em nghiên cứu câu 4 chuẩn test nào. Mình để ý nhá, các em phải chú ý này. Ở trong cái câu này ấy, thực ra câu này nó chính là câu ở trong đề thi trung học phổ thông quốc gia ấy. Nhưng mà điểm của nó chỉ mức 2-3 điểm thôi. Cái này cơ bản mà. Nhưng mà người ta hỏi là người ta hỏi ở từ âm 2 đến 1 cơ. Tức là kiểu người ta vẫn sẽ có một cái ý nào đấy để đánh lừa học sinh. Người ta chỉ hỏi từ âm 2 đến 1, tức là cái đồ thị của em chỉ lấy trong vùng này thôi này.
Những cái vùng ngoài thì các em không tính. Thế bây giờ các em xem nhá, tại cái vị trí âm 2 thì sao này? Các em phải nói đúng được này, tại vị trí âm 2 này. Nó sẽ có hai nghiệm. Một nghiệm là nghiệm kép x bằng 0 và một nghiệm là x bằng âm gì? Âm 2. Tất nhiên là không tính bởi vì người ta tính ba nghiệm cơ. Vậy ở trên âm 2 các em thấy ba nghiệm không? Như vậy đầu tiên là m của em nó sẽ phải lớn hơn âm 2 trước. Đúng không? Tiếp tục này. Lên đến đây vẫn là ba nghiệm không? Còn ở trên số 1 thì nó thành mấy nghiệm? À đây là 1 nhá. Trên số 1 thì nó sẽ là hai nghiệm, đúng không? Vậy thì nó phải nằm dưới số 1. Đồng ý chưa? Nhưng nó sẽ còn một cái vị trí nữa. Đó là rất nhiều học sinh hay bị quên. Đó là vị trí bằng 1. Các em thấy vị trí bằng 1 này thì các em sẽ thu được hai nghiệm bên này. Còn một nghiệm này chính là tại vị trí nghiệm x bằng mấy? X bằng 1. Và x bằng 1 có nằm trên đoạn 1, 2 không? Âm 2, 1 không? Có. Như vậy đấy, bổ sung thêm dấu gì? Dấu bằng. Đấy. Và đa số là học sinh hay bị quên cái chỗ bằng này. Mà đã quên là chắc chắn là sai đúng không? Sai thì mất điểm thôi. Đấy. Rồi. Như vậy đấy là câu 4 nhá. Nào, kem câu 5 nào. Các em biết lý do tại sao thầy đưa câu 5 vào đây không? Đó là nó sẽ mang một cái chú ý. Các em để ý này. Phương trình có 3 nghiệm phân biệt. Vậy thì ở đây nó sẽ là dương, nó đi xuống âm. Ở đây nó sẽ là 2, nó đi xuống âm 2. Và nó lên dương. Và tất nhiên các em thấy là cái đường M nó sẽ ở cái vị trí để nó tạo ra 3 nghiệm, tức là ở vị trí này. Đúng không? Vậy thì ở vị trí này thì chắc chắn là âm 2 sẽ nhỏ hơn M và nhỏ hơn 2 rồi. Thế nhưng tại vị trí 2 các em trả lời là sao nào? Tại vị trí 2 nào? Tại vị trí 2 mấy nghiệm? 2 nghiệm các em. Ở đây nó không bằng 2 được. Bởi vì ở vị trí 2 nó chỉ tính một nghiệm này và một nghiệm này thôi. Các em thấy là tại 2 ấy nó bị không xác định mà. Tức là ở phía này của em bản chất nó là không cộng. Vậy thì cái đường này nó chỉ tiến đến gần số 2 thôi. Khi x tiến đến không cộng thì y tiến đến 2. Vậy y tiến đến 2 thì y không thể bằng 2 được, đúng không? Không thể chạm vào 2 được. Vậy tại vị trí này nó sẽ không tính là nghiệm, được chưa? Ok, như vậy đây mới là kết quả nhá. Rồi, vậy đáp án của mình là đáp án gì? B. Rồi, thế bây giờ thầy mời mọi người làm. Em biết tại sao C sai không? Đây là fx bằng trừ m cơ mà em. Em ơi, câu 6 ấy là fx bằng trừ m cơ mà. Có phải fx bằng m đâu. Vậy thì trừ m của em sẽ nằm từ trừ 1 đến 2, đúng không? Trừ 1 nhỏ hơn trừ m nhỏ hơn 2. Như vậy phải là trừ 2 nhỏ hơn m nhỏ hơn 1. Như vậy đáp án phải là A chứ. Các em vội thế.